Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn vở bài tập toán lớp 4 tập 2, bài 106 nha, trang 26. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mời sẽ qua bài giảng hôm nay, bài 106 phần luyện tập chung. Câu số 1 mà sẽ đi giúp gọi phần số 18 phần 30, 25 phần 40, 42 phần 72 và 80 phần 100. Chứ hết mà sẽ đi giúp gọi phần số 18 phần 30. Như vậy mình thấy là 18 phần 30 tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? 18 số chẵn 2, số chẵn sẽ chia hết cho 2. Tổng của hai chữ số sẽ là 3. Tổng các chữ số là 9 chia hết cho 3. Như vậy cả hai số này vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 6 nhé. Như vậy tử mẫu mình sẽ chia cho 6 nhé. Đúng này. Giờ như vậy là 18 chia 6 bằng 3 đúng không? Còn 30 chia 6 thì bằng 5. Như vậy kết quả sẽ là 3 phần 5 nhé. Giờ tiếp theo là 25 phần 40. Mình thấy là tận cùng 25 tận cùng là 5 sẽ chia cho 5. 40 tận cùng là 0 cũng chia cho 5. Như vậy tử mẫu mình sẽ chia tử và mẫu cho 5 nha. Giờ 25 chia 5 được 5 và 40 chia 5 được 8. Như vậy kết quả sẽ là 5 phần 8 nha. Tiếp theo là 42 phần 72. Như vậy là mình thấy là cả hai số chia hết cho 2, quy tận cùng là 2 sẽ chia hết cho 2. 4 cộng 2 là 6 chia hết cho 3. 7 cộng 2 là 9 cũng chia hết cho 3. Như vậy cả hai số vừa chia hết cho 3, 2 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 6 nha. Như vậy là tử mẫu mình sẽ chia cho 6 nha. 42 chia 6 và 72 cũng chia cho 6. Bốn hai chia sáu được 7 đúng không? Còn 72 chia sáu được bao nhiêu thì mình nhẩm chỗ này, mình sẽ là 7 chia sáu được 1. 1 nhân 6 là 6, 7 chia sáu còn 1, hạ số 2 số 12. 12 chia sáu được 2. Như vậy kết quả sẽ là 7 phần 2, 7 phần 12 nhé. Giờ tiếp theo là 80 phần 100. 80 phần 100 thì mình thấy tử mẫu là tận cùng là 0 sẽ chia hết cho 10. 8 là số chẵn đúng không? Nên sẽ chia hết cho 20. Như vậy là tử mẫu mình sẽ chia cho 20 nha. Đúng không? 100 cũng chia hết cho 20. Giờ 80 chia cho 20 được 4 đúng không? 100 chia 20 thì được là 5. Như vậy kết quả sẽ là 4 phần 5. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 của em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2, quy đồng mẫu số các phân số 5 phần 3 và 4 phần 7, 3 phần 4 và 9 phần 16, 4 phần 3, 1 phần 2 và 3 phần 5. Đúng rồi. Giờ như vậy là thầy sẽ làm câu số 2A9 nha. Như vậy mình thấy bên đây là mẫu số là 3, bên đây là 7, 7 không chia hết cho 3. Như vậy mình sẽ quy đồng mẫu số bằng cách là 5 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 7, còn 4 phần 7 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2 và có. Giờ trước hết là 5 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 7. Năm nhân cho 7 và 3 cũng nhân cho 7. 5 nhân 7 thì bằng 35 đúng không? Còn 3 nhân 7 thì bằng 21. Như vậy kết quả sẽ là 35 phần 21. Tiếp theo là 4 phần 7.
4 phần 7 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3 nhé. 4 nhân 3. 7 cũng nhân cho 3. 4 nhân 3 bằng bao nhiêu này? Bằng 12 đúng không? Còn 7 nhân 3 là 21. Như kết quả là 12 phần 21. Giờ sau đó mình sẽ kết luận nha. Quay quy đồng mẫu số. Như mình quy đồng mẫu số của 5 phần 3 và 4 phần 7. Mình sẽ được 35 phần 21 và 12 phần 21. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nhé. Giờ tiếp theo là câu B, mình sẽ làm tương tự nhé. 3 phần 4 và 9 phần 16. Mình thấy là 16 sẽ chia hết cho 4. 16 chia 4 được 4, như vậy có nghĩa là 3 phần 4 mình sẽ nhân tử vòng cho 4. Còn 9 phần 16 thì mình sẽ giữ nguyên nha, đúng không nào? Giờ ta có nha. Như vậy là 3 phần 4. 3 phần 4 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 4 nha. 3 nhân 4 và 4 nhân 4. 3 nhân 4 bằng bao nhiêu? Bằng 12 đúng không? Còn 4 nhân 4 là 16. Giờ phân số 9 phần 16 mình giữ nguyên. Mình sẽ kết luận luôn. Vậy quy đồng mẫu số của 3 phần 4 và 9 phần 16 mình sẽ được 12 phần 16 và 9 phần 16 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C luôn. Giờ tiếp theo câu C. 4 phần 3, 1 phần 2 và 3 phần 5. Như vậy là 3 phần, 4 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho hai cái mẫu bên đây. Có nghĩa là nhân cho 2 và nhân cho 5. Còn 1 phần 2 mình sẽ nhân tử và mẫu cho hai cái mẫu hai bên. Có nghĩa nhân cho 3 và nhân cho 5. Còn 3 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho hai cái mẫu hai trước. Chính là nhân cho 3 nhân cho 2 nha. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu C ta có. Giờ như vậy là trước hết là 4 phần 3. Mình sẽ nhân tử và mẫu cho hai cái mẫu bên đây. Như vậy là mình sẽ nhân 2 nhân 5, 4 nhân 2 nhân 5. Sau đó mình sẽ lấy 3 nhân 2 nhân 5. Đây. Giờ như là 2 nhân 5 là 10, 4 nhân cho 10 là 40. Đúng không? 2 nhân 5 là 10, nhân cho 3 sẽ là 30.
Giờ tiếp theo sẽ là một phần hai. Mình xin nhân tử và mẫu cho mẫu hai bên có nghĩa nhân 3 nhân 5 nhé. 1 nhân 3 nhân 5. Giờ 2 nhân 3 nhân 5. Giờ 3 nhân 5 là 15. Mẫu số giống bên đây sẽ là 30 đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là 3 phần 5. Mình sẽ nhân tử và mẫu cho hai cái mẫu phía trước. Giờ như vậy là mình sẽ lấy 3 nhân 3 nhân 2. Giờ 5 nhân 3 nhân 2. Giờ 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 2 là 18. 5 nhân 2 là 10, nhân 3 là 30 đúng không? Giờ sau đó mình kết luận nhé. Vậy quy đồng một số của bốn phần ba một phần hai và ba phần năm. Được. Bốn mươi phần ba mươi. Mười lăm phần ba mươi. Và 18 phần 30 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu C nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 2. Giờ câu số 2 của em là có kết quả giống như thầy. Để là bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo câu số 3, phanh vào trước câu trả lời đúng. Giờ như vậy là câu A bên đây. Phân số chỉ phần tô đậm của hình trên là. Như vậy là hình này người ta, hình chữ nhật lớn này người ta chia là 1, 2, 3, 4, 5. 5 hình vuông nhỏ. Và người ta tô màu, tô đậm 3, 3 hình vuông. Như vậy có nghĩa là phân số sẽ là 3 phần 5 đúng. Như vậy là 3 phần 5 chính là câu đề nhé. Giờ tiếp theo là câu 3B, phân trong các phân số 4 phần 20, 6 phần 28, 14 phần 36 và 12 phần 51. Phân số nào bằng phân số 2 phần 9? Như vậy muốn biết phân số nào bằng 2 phần 9 thì mình sẽ đi rút gọn 4 phân số. Giờ sao phân số nào bằng 2 phần 9 thì mình kết luận đúng không? Giờ bây giờ thầy sẽ giúp gọn, thầy sẽ nhét phía dưới đây nha. Đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ đi giúp gọn ở ngoài nhét nha. 4 phần 20 trước. 4 phần 20 mình sẽ đi giúp gọn ở ngoài dưới nhét nha. Như vậy là 4 phần 20 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho 4. Như vậy 4 chia cho 4 và 20 cũng chia cho 4. 4 chia 4 được 1 đúng không? 20 chia 4 được 5, như vậy kết quả sẽ là 1 phần 5 nhé. Tiếp theo là 6 phần 28. 6 phần 28 mình cũng đi giúp gọn. Và như vậy là 6 phần 28 thì mình sẽ giúp gọn chia tử và mẫu cho 2 nhé. 6 chia 2 và 28 cũng chia cho 2.
6 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 3 đúng không? Còn 28 chia 2 bằng 14, như vậy có nghĩa là 3 phần 14. Tiếp theo là 14 phần 63. 14 phần 63 thì mình sẽ đi rút gọn chia tử qua mẫu cho bao nhiêu này? Chia cho 7 được đúng không? Như vậy là 14 mình sẽ chia cho 7 nha. Và 63 cũng chia cho 7. 14 chia 7 được bao nhiêu? Được 2 đúng không? Còn 63 chia 7 thì được được 9, như vậy kết quả sẽ là 2 phần 9. Và cuối cùng là phần số 12 phần 51. Như là 12 phần 51 thì mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho chia cho 3 đúng không? 12 chia cho 3 được, và 51 là 5 cộng 1 là 6 thì cũng chia hết cho 3 nha. 12 chia 3. 51 chia 3. 12 chia 3 được bao nhiêu này? Được 4 đúng không? Còn 51 chia 3 thì được là mình có thể chia nhẩm như này. 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 là 3, 5 chia 3 được 2. Hệ số 1 số là 21. 21 chia 3 được 7 thì kết quả sẽ là 4 phần 17. Giờ như vậy là trong 4 phân số thì chỉ có một phân số bằng 2 phần 9, chính là 14 phần 63. 14 phần 63 chính là đáp án C đúng không? Như vậy là mình sẽ chọn đáp án C ở bên đây nhé, đúng không? Giờ cái phần nhép này thì mình sẽ bỏ đi nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy của bạn cũng xem nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Lim, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Lim. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.